Bé Phương ơi, đây là cái nhà mà anh muốn giới thiệu cho em đây, thì nó thuộc là tổ 12 Hòa Trung nha em, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Đó thì cái đường này là cái đường hẻm vô cái nhà mình nè, hẻm này rộng khoảng 3 mét nha. Đường này là ô tô đi vẫn được, đây là đường hẻm thông nè. Đó, cái nhà em muốn giới thiệu cho em là từ đây mình ra đường có cửa sắt rất là ok, chắc chắn. Phía trước là mình có chỗ để xe nè, để xe máy nè. Chỗ này một sân để xe máy, chỗ này cũng có một cái sân để xe máy nữa. Cái chỗ này rất là, nói chung là nhà rất là rộng luôn. Xin chào chị. Đây là lên tầng nè, đây là chỗ mình lên tầng. Đây là cái phòng khách rất là rộng nè. Còn đây là không gian bếp nha em. Bếp cũng cạnh phòng khách luôn, thiết kế hiện đại. Thì có cái phòng mà nhà vệ sinh rất là rộng này, nhà vệ sinh rộng, có máy nước nóng này, nhà vệ sinh nói chung rộng rãi. Chỗ này là bếp, thì mình sẽ có đây là một phòng ngủ, đây sẽ là một phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ thứ hai cũng rất là rộng này. Chị, nhà mình có tổng cộng mấy phòng ngủ chị? 4 phòng ngủ. Dạ. Em lên trên. Dạ. Em lên em quay luôn. Dạ. Chị lại có hai toilet luôn chị? Dạ. Nhà mình có hai toilet nha em. Đây là trên tầng. Đây là phòng thờ này. Đây là phòng thờ. Còn bên trong này là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ cũng rất là rộng luôn. Đó, phòng ngủ này có một cái toilet trong phòng ngủ nữa nè em. Toilet rộng lắm. Cũng có bình nước nóng luôn này. Đây là phòng ngủ thứ hai ha. Thông với nhau luôn. Phòng ngủ thứ hai cũng rất rộng. Em bật cái đèn. Này. Từ đây mình nhìn xuống dưới này. Đó rất là rộng luôn. Còn đây là một cái sân nữa. Đây mình nhìn xuống này. Đây khu mình có thể trồng cây này, chỗ này mình có thể đó. Chỗ này không gian cây xanh nè, mình có thể trồng cây ở đây. Đó, nói chung nhà rộng lắm em à. Nó cái hẻm mình vô nè, cam kết là cái nhà này em nhìn em thích liền. Cái chỗ này mình có cái sân nè em, chỗ sân này trên trên tầng nè, chỗ này cây xanh, chỗ này mình có thể để cái bàn mình uống cà phê uống trà buổi chiều rất là mát luôn. Đây cái nhà này diện tích 105 mét vuông nha em. Đó, anh tìm bữa giờ anh thấy có cái nhà này là hợp với em nhất này, rộng rãi gần biển nữa, ở Vĩnh Hòa luôn, nhà rộng luôn. Thì chủ đang muốn bán với giá là 2 tỷ tư nha em. Nhà cực kỳ rẻ, cũng là vừa rộng vừa rẻ nữa. Anh cảm ơn em nha. Có gì em liên hệ với anh nha. Chỉ có một căn duy nhất thôi.